Thưa quý vị, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Thủ tướng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng với đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp tới hiện trường để phối hợp với tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung tối đa y bác sĩ, thuốc men, vật tư, thiết bị y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời động viên các gia đình có nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, kiểm tra rà soát tình hình xử phạt vi phạm về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các vi phạm nếu có, bảo đảm yêu cầu giám sát chặt chẽ, liên tục, phát hiện ngay các vi phạm để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, tập trung đối với các loại xe được sử dụng phổ biến. Sáng nay trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt là các huyện miền núi vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp về mưa lũ. Trước tình hình đó, thì Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngay trong sáng ngày 31 tháng 10, đoàn công tác của quân khu 4 đã có mặt tại xã Hà Linh, nơi chị N.T.H., sinh năm 1995, chú thôn 12 xã Hà Linh, huyện Hương Khê, mất tích do bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi làm về vào chiều ngày 30 tháng 10. Cấp ủy chính quyền địa phương huyện Hương Khê đã phối hợp tích cực với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, nỗ lực tìm kiếm người dân mất tích. Tính đến sáng ngày 31 tháng 10, trên địa bàn huyện Hương Khê có 2 người dân thiệt mạng do mưa lũ và 1 người mất tích đang được tìm kiếm. Trên địđịa bàn huyện Hương Khê có 3.494 hộ bị nước vào vườn, trong đó có 460 hộ nước vào nhà, có 6 trường học nước tràn vào sân. Ngoài ra có các công trình hội quán, bưu điện cũng bị nước ngập. Một số công trình hạ tầng bị sói lở hư hỏng như hồ đập tắt, nhiều tuyến đường cũng đang bị ngập lụt. Mưa lũ tại miền Trung đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam tại km 354 cộng 900 đến km 355 cộng 400 thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở. Tại một số địa điểm thì mưa lớn cũng khiến cho nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở tràn xuống đường ray. Vụ việc khiến các chuyến tàu không thể lưu thông suốt nhiều giờ qua. Gần 200 công nhân dầm mưa xuyên đêm để khắc phục sạt lở. Mưa lớn dồn dập, mực nước sông Ngàn Sâu ngày càng dâng lên, làm sạt lở cả ta luy âm và ta luy dương. Phần ta luy âm phía bờ sông Ngàn Sâu bị xoáy sâu hàng chục mét. Tính đến sáng ngày 31 tháng 10, lượng nước ở các nơi đổ về sông Ngàn Sâu ngày càng một nhiều. Mực nước trên sông tiếp tục dâng cao và ảnh hưởng đến việc thi công. Tại hiện trường ghi nhận 4 điểm sạt lở đất đá bị cuốn khỏi nền đường sắt. Nghiêm trọng hơn, trong đó có điểm sạt lở gây hở hàm ếch, trôi hẳn bê tông ra ngoài. Một số vị trí khác cũng khiến nhiều đất đá cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt. Ngành đường sắt đã tạm thời chuyển tải hành khách đi tàu SE01 và SE20 bằng ô tô giữa ga Yên Trung, Đức Thọ và ga Hòa Duyệt. Các đơn vị bảo trì đường sắt gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục sạt lở do các mỏ đá cách xa nơi thi công, phải di chuyển tới gần 200 km, vận chuyển bằng ô tô, sau đó chuyển lên tàu, di chuyển bằng đường độc đạo vào điểm bị sạt lở nên mất rất nhiều thời gian. Các công nhân đường sắt đã đội mưa thông đêm để thi công khắc phục. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đến thời điểm này, việc khắc phục sạt lở đã cơ bản được hoàn thành và sẽ thông tuyến trong ngày hôm nay, 31 tháng 10. Thưa quý vị, tối ngày 29 tháng 10, khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, tàu QNG 98308TS do ông Huỳnh Văn Định, sinh năm 1970, trú tại Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Có thuyền viên là Nguyễn Văn Chỉ, sinh năm 1950, bất ngờ gặp phải các triệu chứng như là choáng váng, không cử động được và bất tỉnh sau đó. Nhận được thông tin, thì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã triển khai phương án ứng cứu.
Rạng sáng ngày 31 tháng 10, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận và lên tàu QNG98308TS để thực hiện cấp cứu tại chỗ. Bệnh nhân lúc này đã mất ý thức, liệt nửa người. Các y bác sĩ đã thực hiện cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên tàu SAR412 để được chăm sóc y tế và khẩn trương đưa về đất liền điều trị. Dưới sự nỗ lực và tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ và các nhân viên cứu nạn, bệnh nhân bước đầu vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng. Đến 12 giờ 9 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023, bệnh nhân Nguyễn Văn Chỉ đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng, trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân và đưa vào bệnh viện để điều trị. Thưa quý vị, hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống các cơ quan thương vụ tại nước ngoài tháng 10 năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức với chủ đề Đồng hành cùng ngành thủy sản đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu đã diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. 9 tháng năm 2023, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các hiệp hội thủy sản và các thương vụ văn phòng xúc tiến thương mại tại nước ngoài đã tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành thủy sản, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu cho ngành này. Và cái hoạt động để mà hỗ trợ cho cái việc mà quảng bá các cái sản phẩm thực phẩm chế biến của chúng ta đối ra với các cái bạn hàng nước ngoài, và chúng tôi cho rằng là những cái hoạt động như vậy thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc mà tiếp cận với cái thị hiếu người dùng cũng như là các cái khâu về thúc đẩy phát triển thị trường. Mức độ hồi phục doanh số xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới phụ thuộc phần nhiều vào hai thị trường chính là Mỹ và Trung Quốc. Cả hai thị trường này đều có những tín hiệu khả quan về mặt nhu cầu. Các đơn hàng từ hai thị trường này đang tăng trở lại, nhưng giá xuất khẩu vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyển đổi số là xu hướng và lựa chọn tất yếu giúp cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ, không bị tụt hậu so với các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp do nữ làm chủ ở Việt Nam lại đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ để chuyển đổi số thành công. Trên 50% số hộ kinh doanh và 26,5% doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện do phụ nữ làm chủ. 90% các doanh nghiệp do nữ làm chủ đều mong muốn được đào tạo, được tập huấn, được tham gia vào các chương trình chuyển đổi số. Dù tỷ lệ theo học các ngành công nghệ, kỹ thuật và khoa học máy tính của phụ nữ so với nam giới chỉ chiếm khoảng 20%, nhưng thời gian qua chuyển đổi số phát triển thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh đã mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp. Cái công nghệ chuyển đổi số để đưa vào áp dụng vào cái kỹ thuật sản xuất, ví dụ như là mình đưa vào những cái máy móc và những cái công nghệ là mình đun lò bằng máy này, và coi như là những cái máy móc để mình thay những công nhân về kỹ thuật. Vì làm máy thì bao giờ nó cũng giá thành nó sẽ được hạ hơn, vì trong lúc thời buổi đang khó khăn như thế này thì mình nhập được những cái công nghệ nước ngoài vào thì mình đưa vào để cải tiến sản xuất. Hiện nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có nhu cầu chuyển đổi số cao, song hạn chế về tài chính, hạn chế về năng lượng, kinh nghiệm triển khai, thiếu thông tin về các giải pháp chuyển đổi số nên mất cơ hội tăng trưởng. Bây giờ chuyển sang bán hàng trực tuyến, bán hàng online thì coi như là một cái đột phá rất là khó để chuyển với họ. Hai nữa là về cái năng lực, về cái kiến thức để tiếp thu những cái chương trình về online cũng như cái đổi mới này. Thì nói thật là doanh nghiệp do nữ làm chủ, đặc biệt những doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, thì lại càng khó khăn. Đối với cả các cái doanh nghiệp do nữ làm chủ thì theo đánh giá của VCCI thì có khoảng 50% là các doanh nghiệp đã và đang gặp nhiều khó khăn hơn so với các cái doanh nghiệp là do nam làm chủ. Bởi vì có thể đâu đó là các cái truyền thống trong cái hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn mang tính nặng về giấy tờ, về truyền thống số hóa chưa được áp dụng nhiều như các doanh nghiệp do nam. Có thể nói hỗ trợ phụ nữ trang bị đầy đủ kiến thức cũng như thiết bị công nghệ để tham gia vào công cuộc chuyển đổi số phát triển kinh tế là vô cùng quan trọng và cần thiết. Do vậy, cần có sự liên kết chặt chẽ về các chính sách và triển khai các hoạt động phù hợp, kịp thời để phụ nữ tự tin mạnh mẽ vươn lên, khẳng định vị thế và vai trò của mình phát triển kinh tế trong nền công nghệ số. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã phối hợp cùng với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 352 kg pháo hoa nổ.
Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 10, tổ công tác liên ngành đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng cùng với một xe mô tô chở 4 bao tải, bên trong có chứa 12 hộp pháo hoa. Tiến hành kiểm tra có thêm 5 xe máy và 11 bao tải chứa pháo hoa do nước ngoài sản xuất. Đối tượng Sùng Xeo Trẩn, sinh năm 1998, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, khai nhận bản thân cùng nhóm đối tượng chở thuê pháo từ khu vực biên giới với giá là 300.000 đồng một chuyến. Khi đang tiến hành vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 352 kg pháo hoa, 6 xe mô tô. Hiện cơ quan chức năng đã triệu tập thêm một số đối tượng để điều tra xử lý theo quy định. Sáng nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng may mặc Việt Nam tổ chức diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Cuộc diễn tập huy động hơn 1.000 người tham gia cùng nhiều loại phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Qua diễn tập, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thông tin, chỉ huy, điều hành công tác phối hợp giữa các lực lượng của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa bàn tỉnh trong việc tham gia giải quyết sự cố cháy nổ ở các cơ sở trọng điểm nói chung và trong khu công nghiệp nói riêng. Thời gian qua, công tác phòng chống ma túy, kiểm tra xử lý bóng cười si sa trên địa bàn thủ đô được thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thì tình hình về tội phạm ma túy, kinh doanh trái phép bóng cười si sa vẫn phức tạp do nhiều nguyên nhân. Vâng, trước tình hình đó, quận Hoàn Kiếm đã ra mắt tổ công tác liên ngành đặc biệt làm nhiệm vụ giám sát kiểm tra hoạt động quán bar trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào ngăn chặn xử lý việc buôn bán sử dụng ma túy và bóng cười. Cơ sở kinh doanh này nằm trên con phố cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra đột xuất, mặc dù không ghi nhận về việc tàng trữ sử dụng bóng cười, tuy nhiên cơ sở vẫn còn nhiều vi phạm khác được lực lượng chức năng kê biên bản, đặc biệt ghi nhận nhiều bình si sa. Phát hiện một số hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu là 12 hộp thuốc si sa, 02 chai rượu, tem mác chữ nước ngoài, 52 chai bia nhãn hiệu Corona, toàn bộ số hàng hóa chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tiến hành niêm phong số hàng trên. Địa bàn quận Hoàn Kiếm là nơi có nhiều địa điểm vui chơi, thu hút lượng lớn người dân và du khách đến. Do đó, việc tạo môi trường giải trí lành mạnh giúp bảo đảm an ninh trật tự và quảng bá hình ảnh du lịch của thủ đô tới bạn bè quốc tế là trọng yếu. Chính vì vậy, tổ công tác đặc biệt liên ngành gồm các đơn vị như công an, thuế, quản lý môi trường, y tế, văn hóa sẽ tập trung tuyên truyền cho các chủ kinh doanh thực hiện đúng pháp luật và xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ nhằm phát hiện những cái sai phạm của các cơ sở. Ví dụ như là tệ nạn như bóng cười, si sa, kể cả ma túy. Ví dụ như là rượu, thuốc lá. Những cái mặt hàng ấy phải đủ các thủ tục, giấy phép, nhãn mác phải đúng theo quy định. Đặc biệt trong đợt cao điểm này, tổ công tác chú trọng tới việc tuyên truyền về việc cấm kinh doanh sử dụng ma túy, bóng cười với các cơ sở. Nếu sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Mình rất là đồng thuận cái chính sách là không kinh doanh bóng cười. Mình viết trong cam kết rất là nhiều cuộc kiểm tra mình đã ký hết rồi. Chúng nó thể hiện trong văn bản. Đối với khách hàng đến đây có biểu hiện là liên quan đến vấn đề những kiểu vi phạm và về kích thích này kia thì là tôi sẽ xử lý và sẽ mời ra ngoài luôn và không tiếp nhận khách hàng đấy nữa. Hoạt động của tổ công tác sẽ diễn ra đến dịp Tết Nguyên đán năm 2024.